Chào mừng các bạn và quý vị đến với video của xe điện Việt Thanh. Ngày hôm nay mình sẽ review và đánh giá cho các bạn thấy hai mẫu xe đến từ nhà SYM. Một chiếc xe ga Boxing 50cc, hai là chiếc xe Garaxi 50cc. Nếu bạn đang quan tâm cho mình một chiếc xe 50cc và đang cân nhắc thì hãy theo dõi video này và cùng mình trải nghiệm và đánh giá hai chiếc xe này nhé. Đầu tiên chúng ta nói đến mẫu xe Boxing của SYM. Đây là một mẫu xe ga khá là linh động và tiện lợi cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên mà thiết kế khỏe khoắn, nam tính. Tuy nhiên đó, phản hồi nhận được từ xe điện Việt Thanh là các bạn nữ cũng khá ưng cái mẫu xe và trải nghiệm cái mẫu xe này, phản hồi rất là tích cực. Trước tiên chúng ta nói đến phần thiết kế của xe Boxing. Đây là một sự kết hợp giữa đèn pha và đèn xin nhan ở dưới mặt nạ. Đây là một sự thiết kế khá là độc đáo mà chưa từng có ở trên mẫu xe ga 50cc. Đánh giá chung ngoại quan về chiếc xe Boxing này thì mình đánh giá là, và hay nói đùa với mọi người, đây là một chiếc xe Everblade rút gọn. Thiết kế vành bánh trước là 14 inch, 5 chấu vành đúc, thì khi đi trên đường, các qua những cái cung đường khó khăn nhất hay là khó đi nhất thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm sử dụng. Kết hợp với hệ thống phanh cả trước cả sau đều là phanh tang trống, thế nên là khi đi trên đường các bạn gặp một số tình huống bất ngờ như là có động vật đi qua hay là phản ứng thì các bạn có thể xử lý tình huống một cách dễ dàng, trơn tru hơn hệ thống phanh. Tiếp nữa là giảm sóc, như các bạn đang thấy đây, mình sẽ test luôn cho các bạn thấy cái giảm sóc của chiếc xe Boxing này. Đó, một giảm sóc thì chấn khá là êm. Các bạn đi trên cung đường thì không gây cảm giác như từ phía mặt đường dội lại là gây mỏi tay, và hoàn toàn dễ dàng sử dụng một cách linh động nhất. Phần thiết kế yên thì được vuốt gọn về phía trước thì khi gây cảm giác ngồi cho các bạn một cách ngồi thoải mái nhất. Mình cao 1m6, ngồi rất là thoải mái như bạn thấy đó. Để đảm bảo cho cái quá trình vận hành đảm bảo nhất, cũng như là trời sáng hay những trời tối, hay là các bạn đi vào những cái trời mùa đông có sương, thì chúng ta phải nói đến hệ thống đèn báo phía đằng sau. Đây, một thiết kế đèn xi nhan và vuốt hậu khá là gọn gàng, khá là đảm bảo cho các bạn, cũng như là trên cái lúc mà xếp xe không sợ va quẹt. Ở thấy một số cái xe khác thì có thể gây ra việc va chạm giữa các xe với nhau. Thêm một tính tiện lợi nữa, các bạn cần thấy thì đương nhiên chúng ta đi xe thì luôn có để những cái đồ cá nhân này, những cái mũ bảo hiểm này, khẩu trang hay áo mưa, áo chống nắng. Thì với cái xe Boxing này trang bị cốp rộng đến 7 lít. Cùng với các cùng loại thì những một số xe khác thì trang bị cái dung tích cốp chỉ lên đến 5 lít thôi. Xe Boxing SYM với khả năng vận hành tối ưu nhất cho hiệu quả tốt nhất trên các cung đường chỉ cho 2,03 lít cho 100 km. Thì mình đánh giá đây là xe khá là tiết kiệm nhiên liệu với dòng xe ga 50cc trên thị trường chung. Và cái động cơ của chiếc xe SYM Boxing này là do chính hãng SYM thiết kế, và cái khả năng vận hành trên quá các cung đường thì các hành trình ga đem lại cái âm thanh cũng như là cái cảm giác của người dùng thì khá là ổn, động cơ nổ khá là tròn đều như các bạn thấy đó. Đấy là những đánh giá về cái khả năng vận hành. Tiếp nữa, mình rất là ưng chiếc xe Boxing 50cc này là sử dụng dây cô loa. Như bạn đang thấy đây, thì thứ nhất là dễ cho việc bảo dưỡng sau này. Thứ hai nữa là cái độ kéo ga khi các bạn lên dốc, lên những cái cung đường cao hay là các bạn chở nặng thì hoàn toàn yên tâm, xe vẫn lên đều và không ra, ít khi gây ra hiện tượng chết máy. Đó là những cái gì đánh giá tổng quan nhất. Và để mà khách quan hơn thì các bạn có thể đến các cơ sở của xe điện Việt Thanh trên toàn quốc, 20 cơ sở để trải nghiệm thực tế chiếc xe Boxing 50cc này. Vừa rồi mình đã review cho các bạn thấy là một mẫu xe ga của nhà SYM, và tiếp theo mình sẽ nói về chiếc xe số của nhà SYM. Mặc dù các bạn có thể cho thấy là so sánh giữa xe ga và xe số có một sự chênh lệch đáng kể, nhưng với mình là con trai,
thì đối tượng sử dụng là các bạn học sinh, các bạn nam, thì có thể có một cái cách nhìn tổng quan nhất. Trước tiên chúng ta đánh giá về cái ngoại quan thì chiếc xe Galaxy của SYM thì mang phong cách dáng thể thao, thì cũng như câu chuyện là các bạn nam hay nói chuyện với nhau là Exciter rút gọn đó, thì thiết kế các đường gân sắc cạnh và toát lên một vẻ nam tính và đi trên đường khá là rất là bắt mắt. Xe có mang mấy màu là đen vàng, đen đỏ và đen xanh, thì đen cam thì các bạn có thể cân nhắc để lấy. Đấy, bên cạnh mình đây là chiếc xe vành nam. Nhà SYM có một số bản Galaxy vành đúc thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút so với bản vành nam. Các bạn có thể đến các cơ sở của xe điện Việt Thanh để tham khảo và được nhận sự tư vấn rõ hơn. Nói về khả năng vận hành của chiếc xe Galaxy SYM này thì chỉ cho 100 cây thì chỉ tốn hết 1,2 lít xăng. Với mình thì chiếc Boxing vừa rồi khá là êm so với dòng xe ga, thì đây là dòng xe số là tiết kiệm xăng và hiệu quả đem lại rất là cao. Thành ra tiếp theo với mình gây ấn tượng nhất là cái bộ xích trần. Như các bạn đang thấy, xích trần của xe Galaxy SYM này thứ nhất là thể hiện rõ cho mình, thứ hai nữa là mình dễ bảo dưỡng cũng như là nhận biết được tình trạng xích trùng hay căng sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến các bạn phản hồi lại là nếu mà xích trần thì các bạn có thể là bị đất cát bụi bẩn nó văng vào. Với mình thì mình thấy là việc bảo dưỡng đều đặn thì cũng giúp là tăng cái tuổi thọ xe và cũng như nhận biết được đảm bảo sao là cái độ bền của xích. Đi cùng một điểm nhấn nữa các bạn đang thấy đây, đây mình đang bật cho các bạn thấy, đây là xi nhan. Vừa rồi là bác sinh thì cái việc đèn pha tích hợp với xi nhan nó rất là rõ, còn đây thì sự tách biệt rõ rệt giữa đèn pha và xi nhan. Như bạn đang thấy đây, nó tách biệt. Đèn pha của Galaxy được gắn luôn trên và ở dưới cái màn hình, còn đèn xi nhan thì gắn ở dưới thân. À, thiết kế về yên xe, yên xe Galaxy được cũng được vuốt nhọn với cái chiếc đầu kéo dài và đi cùng với tay nắm cầm rất là tiện lợi đi sau. Với những bạn nào cao trên 1m7 khi ngồi chiếc xe này thì cũng không gây ra cái hiện tượng là chạm đầu gối khó chịu như chiếc xe Boxing 50cc vừa rồi, thì nó sẽ thoải mái hơn. Bạn nào ưa thể thao và thích có chiều cao trên 1m7 thì có thể cân nhắc để sử dụng chiếc xe này. Động cơ tích hợp 4 số, thiết kế hiện đại thì các bạn có thể có 4 tốc độ khác nhau khi các bạn lên dốc, đi trên đường bằng hay là gặp những tình huống về số, cũng như là các bạn có thể hiểu đây là sử dụng lùi số là một hình thức phanh giống như các dòng xe số Honda vừa trên thị trường hiện nay. Khi các bạn xuống dốc các bạn có thể giật số thì xe nó sẽ giảm tốc độ đi, nó sẽ ổn hơn. Đó là những cái đánh giá tổng quan về một chiếc xe và cái cách vận hành của nó, thì hệ thống, và đấy là những điểm cộng. Điểm trừ của chiếc xe Galaxy này thì mình đánh giá là khi các bạn đi trời nắng thì không sao, nhưng mà trời mưa thì các bạn cân nhắc, bởi vì cái phần chắn bùn này nó hơi nhỏ một chút, những bạn ngồi yên sau ấy, có thể là bị bắn bùn lên. Đó là một cái trải nghiệm của mình đã trải nghiệm rồi. Các hệ thống nút cũng khá là rõ ràng hơn. Vừa rồi mình đã review cho các bạn thấy hai mẫu xe của nhà SYM. Các bạn thấy hay có thể để lại comment ở dưới video này nhé. Nếu bạn đang muốn mua một chiếc xe SYM thì có thể đến 20 cơ sở trên toàn quốc của hệ thống xe điện Việt Thanh và nhận được sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên tại cơ sở. Khi mua hàng, các bạn nhận được chính sách bảo hành chính hãng của nhà SYM và nhận được sự hỗ trợ của cửa hàng, các chính sách trả góp hay là giao xe tận nơi, miễn phí bảo dưỡng, bảo trì cũng như rửa xe sau khi các bạn mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy hay có thể like, share cho đến người bạn, người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.